không nên năm mai năm ai nay năm hai nữa. Rồi we call this Nam Phleung fire pot or hot pot, which we will put the charcoal inside this hole to keep the food warm. We're all over here, big in a big pot. Yeah.
giống mẹ. Chưa sự bố giống mẹ. Ok, ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.